Xin chào quý vị và các bạn, đây là bản tin số 26 của Ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Bản tin sẽ đưa đến quý vị và các bạn những thông tin chính trong tuần vừa qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần vừa qua, Ban quản lý tòa nhà đã đón tiếp đoàn công tác của Tổng hội xây dựng Việt Nam làm việc tại tòa nhà trung tâm hành chính. Một lần nữa cho thấy đây là điểm nhấn về hình ảnh của thành phố, đồng thời đây là điểm thu hút được sự quan tâm về kiến trúc và xây dựng của giới chuyên môn đối với trung tâm hành chính thành phố. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, các thành viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam đã có những nhận xét khách quan và đánh giá cao về việc xây dựng tòa nhà. Chuyến tham quan công tác để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc với đoàn, cũng như những bài học chia sẻ đối với ban quản lý tòa nhà. Một sự kiện kế tiếp cũng diễn ra trong tuần vừa qua, đó là đoàn lãnh đạo bao gồm bí thư, chủ tịch tỉnh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nghệ An cũng đã có chuyến công tác nhằm tìm hiểu quá trình xây dựng và quản lý vận hành tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Tiếp đón đoàn có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng. Ban quản lý dự án xây dựng, ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính cũng đã có những báo cáo và chia sẻ ngắn gọn đến với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về các vấn đề liên quan đến trung tâm hành chính thành phố. Buổi làm việc giữa các lãnh đạo hai tỉnh thành đã diễn ra tốt đẹp và thành công theo mong đợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.